Xin chào các anh chị và các bạn, tôi là thạc sĩ tài chính Trần Văn Hải. Tôi là người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo nghề nhân lực ở Việt Nam, đặc biệt là mảng về tiền lương và phúc lợi thực hiện trên công cụ của Excel. Sắp tới thì trong tháng này, tháng 9 năm 2018, thì tôi có xuất bản cuốn sách là 278 câu hỏi trắc nghiệm nghề nhân lực. Đây là một cuốn sách tài liệu cực kỳ quan trọng đối với các bạn làm nghề nhân sự. Tại vì nhiều bạn làm trái ngành, chính vì thế không nắm được rõ cái công việc mình đang làm, hoặc là làm chưa thực sự sâu, hoặc là chưa có cái phương án tối ưu, thì cuốn sách sẽ là một kim chỉ nam để các bạn đáp ứng các yêu cầu trên. Thì đối với các bạn mà chuẩn bị đăng ký hoặc là sắp đăng ký khóa học CMB Excel tiền lương và phúc lợi của học viện thì sẽ có những ưu đãi đặc biệt, và những bạn khác quan tâm thì có thể liên hệ để có nhận được cái chương trình trong thời gian sớm nhất.